Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Ở video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn cách fix lỗi game Free Fire Match. Nó hiện báo lỗi là máy không tương thích nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn. Để mà fix được cái lỗi này, các bạn cần làm các bước sau đây. Đầu tiên, các bạn tải cho mình cái app giải nén Zachiever. Thứ hai nữa là cái ứng dụng xem thông tin của máy người info để vai. Mình sẽ bắt đầu từng bước một. Đầu tiên các bạn tải cho mình cái ứng dụng Zachiever này. Cái này là để giải nén file nha các bạn. Rồi mình đã tải, còn bạn nào mà chưa tải thì các bạn nhớ tải về nhé. Phải tải cái này thì mới có thể khắc phục được cái lỗi game không tương thích nha các bạn. Rồi tiếp theo nữa, các bạn tải cho mình cái ứng dụng có tên là InfoDevice này. Đây, mình đã tải nhá, các bạn nhớ tải về. Rồi, sau khi tải xong hai cái ứng dụng này, các bạn vào cho mình InfoDevice nhá. Rồi, tại cái mục InfoDevice này các bạn kéo nhá, kéo sang xem cho mình là CPU nhé. Rồi, các bạn nhớ lấy cho mình là các bạn cần phải xem cái thông tin này để mình có thể tải được cái game hoặc là ứng dụng tương thích với cái máy của mình nhá. Rồi, các bạn thấy không? ABI hỗ trợ này, các bạn nhớ cho mình nhỉ. Ví dụ máy của bạn nào nó chỉ hiện lên là ARM64V8A thì máy của các bạn chỉ chạy được ứng dụng ABI hỗ trợ cái đó thôi nhá. Hoặc là ví dụ máy của các bạn chỉ hiện lên là ARM EABI V7A thì máy của bạn chỉ chạy được game hoặc là ứng dụng hỗ trợ cái ABI đấy thôi. Rồi, sau khi xác định được máy của mình ABI nó hỗ trợ kiểu gì thì các bạn vào trình duyệt cho mình nhé. Rồi, tại khu vực trình duyệt này các bạn gõ cái từ khóa là APK combo cho mình. Rồi, vào đây. Tiếp theo các bạn chỉ cần gõ tên game thôi. Đây, free này, Fire Match nhá. Nhiều bạn á xem đến đây là bắt đầu không xem video nữa, out ra làm rồi, nhưng mà các bạn từ từ nhá. Các bạn phải xem kỹ. Rồi, đây này. Game Free Fire Match này, các bạn bấm vào tải này. Tiếp theo các bạn bấm vào cho tải APK cộng OBB này. Rồi. Tại đây nó sẽ xuất hiện hai cái thư mục như thế này. Thì như mình nói lúc ban đầu rồi đó, các bạn xem thông tin máy của mình nó phù hợp với cái loại file nào. Ví dụ máy đề cao thì nó sẽ phù hợp với cả hai cái thể loại file này, hai file ARM EABV7A cũng được, hoặc là ARM64. Máy của mình phù hợp hết, file nào cũng tải được nha. Nhưng mà một số máy của các bạn máy đề thấp ấy, nó chỉ phù hợp với một trong hai cái file APK này thôi, cho nên các bạn phải tải đúng nha. Các bạn bấm vào tải này. Đó, sau đó bấm tải xuống. Sau khi các bạn tải xuống nhé, mình thì mình đã tải rồi cho nên mình không tải lại nữa. Sau khi các bạn tải xuống thì các bạn vào trong cái phần quản lý file của mình để xem. Các bạn có thể các bạn phải nhớ đấy, các bạn lưu ở mục nào thì các bạn phải vào mục đấy. Đây, đây là cái thư mục mình đã tải về. Nó có đuôi .zip nha các bạn, cho nên mình mới bảo các bạn là phải tải cái file tải cái ứng dụng giải nén file về. Đây này, mình đã tải về rồi nhá. Rồi, đây bây giờ thì Zachiever bắt đầu làm việc, các bạn click vào. Rồi, tại đây các bạn cũng bấm vào nhá, các bạn tải về mục nào thì các bạn bấm vào mục đó nhá. Mình tải về mục download thì mình bấm vào mục download, sau đó các bạn giải nén cái file này ra. Đó, các bạn bấm vào giải nén tại đây này. Đấy, mình thì mình đã giải nén rồi cho nên mình sẽ không giải nén lại nữa cho nó chật máy nha các bạn. Sau khi các bạn giải nén xong nha, các bạn nhớ này, sau khi các bạn giải nén xong thì các bạn xóa cho mình cái file zip này đi để cho máy của mình nó có bộ nhớ, chứ không lại đầy bộ nhớ các bạn không thể lại không thể cài, không thể tải, không thể cài được nhá. Rồi, mình chỉ để lại hai cái file này thôi. Bây giờ các bạn quay trở lại quản lý file này, giống như mình đây. Các bạn bấm vào cài đặt file APK trước.
Rồi OBB thì mình có vào giống như mấy lần trước mình hướng dẫn thôi, cũng không có gì là khó khăn cả. Đó, cài phải pha APK trước nha các bạn. Rồi mình hãy copy cái, sau khi cài xong nhé, các bạn mở mở lên luôn nhé. Nhưng mà đến đây vẫn chưa xong đâu nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình là mình chỉ mở lên xong bấm xác nhận này, cho phép này, cho phép này, cho phép này. Đấy, khi nào nó hiện lên cái chữ như thế này để các bạn out ra nhé. Đó, mình vào cái phần đa nhiệm của máy của các bạn ấy, xong rồi thoát ra luôn. Bây giờ mình vào cái mục quản lý file của mình lúc nãy, vào lại cái thư mục mà có chứa file OBB ấy. Sau đó mình tích dấu xanh vào, rồi mình di chuyển nó nhé. Này, chuyển nó đến cái mục là bộ nhớ trong dùng chung. Tiếp tục là Android nhé, rồi OBB này, rồi đến là cái mục com.dts.freefilemat này. Sau đó các bạn dán nó vào đây. Đấy, rồi mình out ra. Bây giờ mình bắt đầu khởi động game lên nhé. Download vào logo của Garena. Rồi, đấy, mình làm như vậy á để cho game nó load vào nhanh hơn nhé các bạn. Nếu mà bạn nào mà thiếu cái file OBB á, có máy của các bạn có thể bị đen thui như mình lúc nãy đó. Rồi, mình đăng nhập vào xem có được không nha. Rồi. Đấy. Như các bạn thấy đấy, game đã vào được. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ làm thành công giống như mình. Tuy nhiên máy của mình thì không phải là những cái dòng máy không cài đặt được giống như các bạn, cho nên là các bạn cũng phải thử theo cách của mình nhá. Máy mình thì file nào cũng cài được hết. Nhưng mà máy các bạn thì các bạn nên thử, các bạn phải làm giống y như mình, tải đúng cái file mà máy của các bạn hỗ trợ nhá. Nếu không là sẽ không cài đặt được cái game đâu nhá. Nó sẽ hiện lên là thiết bị của các bạn không tương thích, còn cái file đó nó sẽ không tương thích nhá. Rồi, ok. Vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé.